chào quý vị, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một bộ cửa Sinpa 4 cánh Việt Nam vân gỗ hệ Việt Pháp. Màu Sinpa vân gỗ Việt Pháp rất là đẹp, nó giống như gỗ thật, sử dụng phụ kiện kim long chính hãng. Bản lề cũng đẹp, 4D kim long. Khóa thì chủ đầu tư dùng khóa vân tay. Các chốt cánh phụ thì chúng tôi xài loại chốt âm dài, rất dễ sử dụng chốt bật. Bản lề 4D kinh long thì rất chắc chắn. Thì đó là cách thay cái ổ khóa cởi nhựa ra thép. Thì các bạn chỉ cần nhớ trình tự là tháo lõi khóa, và tiếp đến là tháo tay nắm và tháo thân khóa, và khi gắn thì chúng ta gắn ngược lại. Và sau đây tôi sẽ kết thúc video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.